Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest. Trong cái con sóng hồi này thì mình kỳ vọng là thị trường nó sẽ tiến lên nó sẽ dừng ở cái vùng 1268,68 điểm, cộng trừ 5 điểm. Thì kết phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường nó đã đạt ngay cái vùng target này. Và cho đến thời điểm hiện tại thì thị trường nó cũng vừa mới mở ra ba cái gap liên tiếp trong ba phiên vừa qua, nên nó sẽ tạo nên cái tâm lý lo lắng cho nhiều anh em. Và với cái diễn biến như ở thời điểm hiện tại thì khả năng là thị trường nó sẽ trứng lại ở vùng này một thời gian nếu như cân bằng được thành công thì thị trường nó mới chính thức nó bất đỉnh nó mới vượt qua được cái vùng 1.300 điểm cái dòng tiền ở thời điểm hiện tại nó đang phân hóa rất là mạnh tuy là thị trường tăng mạnh thị trường tăng gần 15 điểm nhưng có nhiều cổ phiếu lại có dấu hiệu quay đầu dòng tiền thì lại ưu tiên tập trung chảy vào những cổ phiếu trụ hơn những cổ phiếu như Vietcombank như Techcombank như BID như CTG chủ yếu là các cổ phiếu họ nhà banh hay thậm chí là LB Bank nó còn tăng trần và những cổ phiếu này nó tác động khá là mạnh lên cái chỉ số thị trường chung Nó giúp cho thị trường nó tiếp tục có một phiên tăng Phiên đáo hạn phái sinh tăng khoảng gần 15 điểm Nó đóng cửa mức 1268,78 điểm Nó cao hơn không phải một điểm so với cái mức điểm số mình đánh giá ở phiên ngày hôm qua Là target ngắn hạn ở vùng này là 1 để anh chị em chốt lời tranh thủ chốt lời với một số cổ phiếu nó đã tiến lên cái biên trên của vùng cản kháng cự do là cái dòng tiền phân hóa nên một số cổ phiếu nó vẫn đang hoạt động tích cực hơn, nó vẫn đang hoạt động khỏe hơn thị trường. Ví dụ như thằng Đạt Phương mà hôm kia mình có khuyến anh em thì cũng có một số anh em hôm qua mới mua, một số anh em thì mua ATO ngày hôm qua. Khi mà cổ phiếu nó hoạt động như này ngày mai anh em thoải mái chốt lời luôn. Ngày mai nó sẽ giao động khả năng giao động ở cái quanh cái vùng 55 đến 56 thì anh em tranh thủ anh em chốt ít nhất 50% với thằng Đạt Phương. Vì vùng này mình target quanh cái vùng 57 cộng trừ ở cái vùng cản kháng cự hồi tháng 6 năm 2022. Đấy là đối với thằng Đạt Phương. Thì anh em mà mua ATC ngày hôm kia thì hôm nay một số anh em cũng đã chốt lời rồi. Khoản lợi nhuận nó đang rơi vào khoảng 11%. Mình thì mình vẫn đang để nguyên, có thể sáng mai mình sẽ tranh thủ mình chốt lời bớt. Đấy là với thằng Đạt Phương. Hay một số cổ phiếu nó vẫn đang hoạt động tích cực hơn thị trường như là thằng PVD. PVD thì mình đánh giá một vài phiên tới khả năng nó sẽ tiến lên đến vùng đỉnh cũ thôi. Anh em mà đang cầm ấy thì canh lên đến vùng 34.5 đến vùng 35 để tranh thủ để chốt lời anh em nhé. Rồi còn những cổ phiếu như PVS thì nó đã vượt đỉnh rồi ở cái nhóm dòng cổ phiếu bất động sản ấy thì có thằng Nam Long là một thằng Khang Điền là hai và thằng Đạt Phương là ba là ba cổ phiếu nó hoạt động tích cực nhất ở nhóm dòng bất động sản anh em hiểu lý do vì sao vì ba cổ phiếu này là ba cổ phiếu nó có mức thanh khoản nó khá là thấp nó được giao dịch với cái mức thanh khoản trung bình là khoảng hơn một triệu cổ phiếu một phiên thằng Nam Long cũng vậy Nam Long là khoảng 2 đến 3 triệu cổ phiếu một phiên thằng Khang Điền cũng vậy đây là những cổ phiếu có cái thanh khoản khá là thấp nó thấp hơn đáng kể so với những cổ phiếu như đích này đích thì hôm nay bị lỗi mở gáp đi lên thằng đích thì hôm nay hoạt động nó yếu hơn thị trường đầu phiên tăng khá là mạnh có những lúc nó tăng gần năm phần trăm cơ nhưng mà cuối phiên thì đóng cửa thấp nhất phiên nó tạo thành một phiên cắm đầu đi xuống thì cổ phiếu này chúng ta phải theo dõi thêm có thể là cái nhóm bất động sản những cổ phiếu mà thanh khoản cao ấy những cổ phiếu như đất xanh là một phát đạt là hai đích là ba hay là novaland ấy nó sẽ chạy sau những cổ phiếu dẫn đầu khoảng nửa tháng một tháng như là hồi tháng ba ấy cái hồi mà mình mua thằng Nam Long là ở phiên ngày 27 tháng 2 thì phải đến phiên ngày 14 tháng 3 thằng đích nó mới bắt đầu nó chạy yeah, phiên này. Kể từ ngày 27 này, ngày 27 sau đó thì nó cũng có một phiên nó cụt đầu xuống, cắm đầu đi xuống rồi nó xảy ra một nhịp rũ là rũ khoảng gần 10%. Cổ phiếu mà thanh khoản lớn ấy nó có khả năng nó sẽ chạy sau những cổ phiếu mà thanh khoản nhỏ hơn. Còn anh em mà lỡ mà vừa mua xong ấy, mà gặp phải phiên cắm đầu như này thì chờ hàng về để xem xét nếu như vi phạm thì xử lý anh em nhá. Nó mà thủng cái vùng à, 28 ấy thì anh em cơ cấu anh em xử lý. Uh, quay trở lại về diễn biến thị trường của chúng ta cho đến thời điểm hiện tại. Mình đánh giá là khả năng một vài phiên tới thời gian tới chưa chắc là thị trường nó đã giảm mạnh ngay. Có thể nó sẽ quay về nó test lại cái gap này. Hoặc là cùng lắm thì test lại cái gap ở vùng 1245 1250. Sau đó nó sẽ sớm cân bằng lại, nó sẽ giữ giá ở trên vùng trên này. Vì dòng tiền nó đang quay lại dòng banh, những cổ như CTG là một này, uh, Như như banh này đang tăng rất mạnh này, như STB này, như Techcombank này là dòng tiền những cổ phiếu như Techcombank là vượt đỉnh này. tiên Phong Banh này, hay MBB này thì dòng tiền đang quay trở lại cái nhóm ngân hàng. Nên mình đánh giá là thời gian tới chưa chắc là thị trường nó sẽ giảm mạnh đâu mà mình đang nghiêng về kịch bản là thị trường nó hoạt động giống như là cái vùng hồi tháng 2, tháng 3 năm 2021 nó tiến lên đến vùng đỉnh cũ sau đó thì nó xuất hiện một vài phiên rung lắc mạnh như cái phiên này này thì nó rung lắc nó giảm khoảng 15 20% là chuyện rất bình thường. Và những phiên này mình đánh giá nó đang tương đồng ở cái vùng này. này nó cũng mở gáp đi lên, nó tăng nhưng mà nhịp tăng hiện tại thì nó yếu hơn những phiên như này. Những phiên như này thị trường gần như thị trường tăng rất mạnh, như phiên tăng 3,6% của cả thị trường. Ấy. Nó khỏe hơn giai đoạn hiện tại. Nhưng mà mình đánh giá thời gian tới thị trường nó sẽ cân bằng ở quanh cái vùng 1250 đến vùng 1280 290 trong thời gian tới, có thể là khoảng khoảng 3 đến 4 tuần. Một số cổ phiếu, một số nhóm cổ phiếu nó tái cân bằng nó tích lũy sau đó sau khi tái cân bằng tích lũy xong nó sẽ tiếp tục trở lại con sóng của nó có thể là những cổ phiếu như cts mình vẫn đang cầm bvs mình vẫn đang cầm 30% nhiều anh em lo ngại là hôm nay uh, hai đỉnh nhưng ừ, không phải hai đỉnh đâu bvs không phải hai đỉnh đâu nó thường hay xảy ra những cái nhịp nó rũ khá là mạnh thì mình cầm 30% phần trăm còn lại thì mình để cùng lắm nếu như thủng 37.5 thì mình bán nốt thôi vì uh, mình chốt lời 70% rồi cái vị thế còn lại thì mình phải để nó thủng nó thủng cái đường em 20 ngày thì mình bán nốt đấy là uh, cổ phiếu bvs cũng như là thằng đạt phương kể ngày mai mình bán thì mình sẽ giữ lại khoảng 30 đến 50%. Hay có thêm cái thằng PVD ấy, PVD thì mình canh mình chờ thêm một vài phiên tới. Ở phiên ngày hôm nay tại sao thằng PVD nó chưa tăng mạnh ngay được? Vì thứ nhất ấy, là thanh khoản ở cái phiên ngày hôm nay nó thấp hơn đáng kể so với cái phiên giảm mạnh giảm sàn này này. Nên có thể cũng phải mất thêm một vài phiên nữa cũng có thể trong trường hợp nó rũ, nó rũ một vài phiên sau đó nó mới lên. Thì target của mình đối với thằng PVD cũng là ở quanh cái vùng 34.5 đến vùng 35. Khi mà tiến lên đến cái vùng này này thì nó sẽ mang lại khoản lợi nhuận cho mình là khoảng 13 đến 15% một khoản lợi nhuận tương đối tích cực với con sóng hồi phục của thị trường mà mình nhận thấy là khoảng 2 đến 3 phiên ngày hôm nay, 2 3 phiên gần đây, một số zoom, một số zoom mà gọi là zoom tín hiệu ngược của thị trường ấy, một số zoom mà chuyên gia đu đỉnh ấy bắt đầu giải ngân trở lại phiên ngày hôm qua, phiên ngày hôm nay. Mình nhận thấy là một số zoom đó phải canh thời điểm mà thị trường vượt qua cái đường năm 50 ngày sau đó mới giải ngân mà giải ngân thì giải ngân với tỷ trọng lớn nếu như giải ngân đúng cổ phiếu và gặp được những cổ phiếu như đặc phương ấy thì không sao nhưng nếu như mà giải ngân vào những cổ phiếu yếu thì không những là không mang về cơ hội mà còn gặp thiệt hại à, khi mà gặp rủi ro khi mà thị trường biến động thị trường rung lắc anh em cũng cần phải cẩn trọng trong cái giai đoạn đầu tư hiện tại à, không phải ngẫu nhiên không phải tự nhiên mình đánh giá với anh em là ta ghét ngắn hạn được vùng này quanh vùng 1268,68 cộng trừ 5 điểm nó cũng chính là cái vùng cái mức điểm đóng cửa ngày hôm nay có thể ngày mai ngày kia nó trứng lại quanh cái vùng này nó sẽ sideway nó sẽ tạo thành cái biên sideway từ vùng 1265 đến vùng 1275 80 sau đó nó mới giảm sau đó nó mới rung lắc có thể nó sẽ test lại cái gáp này, này thì có thể là test từ cái vùng hiện tại về gáp này thì nó điều chỉnh nó rung lắc khoảng 15 20 điểm là chuyện rất bình thường khi mà thị trường nó hồi phục đến thời điểm hiện tại là nó cũng đã hồi phục được khoảng hơn 100 điểm từ vùng 1165 đến thời điểm hiện tại là 1268 là hơn 100 điểm thì cái nhịp rung lắc khoảng 10 15 20 điểm là chuyện rất bình thường nó có thể xảy ra nó tương tự giống như nhịp này thôi về kịch bản là thị trường nó có thể rung lắc mạnh khoảng 4 50 điểm thì mình đánh giá kịch bản này khả năng xảy ra nó thấp thôi nên anh chị em mà đang cầm hàng đang gồng lãi anh chị em chỉ nên chốt lời khoảng 50 đến 70 phần trăm thôi để lại tối thiểu 30 phần trăm để cho cái khoản lãi nó chạy trong trường hợp cổ phiếu nó tiếp tục đi lên thì anh chị em vẫn còn cái vị thế để gồng lãi nhưng trong trường hợp rủi ro thị trường biến động mạnh thì anh chị em đặt cái lệnh dừng lãi quanh cái đường EMA 20 ngày hoặc là ngắn hơn là đường EMA 9 ngày là quanh đường này, này. Nếu như nó thủng thì anh chị em bán đi, anh chị em chốt nốt đi. Còn nếu như nó không thủng mà nó rút chân đi lên, anh chị em sẽ không bị mất hàng cái lượng hàng còn lại em nhé. Đấy là cái kịch bản cái kế hoạch cầm cổ phiếu cũng như là cái kế hoạch chốt lời Đối với những anh chị em đang cầm các cổ phiếu. Khi mà thị trường tiến lên đến vùng này cộng với cả cái chỉ số phái sinh ấy. chỉ số phái sinh ngày hôm nay thì nó chính thức nó vượt qua cái vùng đỉnh ở hồi cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa qua, cái chỉ số phái sinh của chúng ta ấy, nó đang có cái cách đánh nó khá là giống cái chỉ số Dow Jones, chỉ số Nasdaq NP 500 ấy. Này anh em thấy không? Nó đánh chính thức nó đánh vượt đỉnh này. Mình nhận thấy là từ cái giai đoạn này, từ giai đoạn hồi hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5 ấy, khi mà Dow Jones nó bắt đầu nó test lại đấy, thì kể từ đó cho đến nay, từ cái chỉ số phái sinh đến cái chỉ số vn nó đang có cái cách vận động nó khá là giống cái chỉ số chứng khoán Mỹ. bây giờ chứng khoán Việt Nam nó lại hoạt động nó giống chứng khoán Mỹ đến kỳ lạ như vậy. Thì anh em cứ tận dụng thôi. Thì cũng nhiều anh em đang lo ngại về hậu đó phải sinh là thị trường sẽ rung lắc mạnh Thị trường sẽ điều chỉnh. Với những anh em mà đang có những cái khoản lãi 10 15% như thằng Đạt Phương này mình đang cầm này là đang lãi khoảng 11%. PVD là khoảng 8%. Thằng CTS là khoảng 12%, mình đang kỳ vọng nó tiến lên đến vùng 45 thì mình còn cầm 30% vị thế còn lại thì mình canh lên vùng này để mình chốt lời. Nếu như chẳng may nó mà thủng cái vùng 40.5 thì mình sẽ bán nốt. Với điều kiện là thanh khoản phải lớn nhưng mà nó điều chỉnh nó test lại như này một phiên ngày hôm nay test lại như này thanh khoản rất là thấp thì mình kỳ vọng là ngày mai thằng CTS nếu như mà con sóng này đủ điên thì ngày mai ngày kia nó sẽ tiếp tục nó đi lên cơ. Để là Cách đánh của những cổ phiếu leader nó thường nó hay đi ngược với thị trường. Phiên ngày hôm nay dòng tiền chảy mạnh vào banh nên các cổ phiếu mid cap nó quay đầu nó bị rút vốn ra để uh, lấy vốn để lấy tiền chảy vào các cái cổ phiếu ngân hàng vì dòng tiền giai đoạn này mình đánh giá là dòng tiền vẫn khá là yếu nó không đủ sức lan tỏa sang toàn bộ thị trường hầu hết các cổ phiếu cap nó bị rút vốn ra ở phiên ngày hôm nay nhưng mà một vài phiên tới khi mà thị trường nó trứng lại dòng tiền lại rút ra khỏi nhóm ngân hàng kia nhóm ngân hàng tiến lên cản kháng cự thì khả năng là dòng tiền lại chảy vào cái nhóm cap và chảy vào sau của nhóm cap để giúp cho những cổ phiếu ở trong thời gian vừa qua chưa hồi phục lên ấy. nó sẽ thay nhau thay phiên nhau nó hồi phục thôi không cổ phiếu nào bị bỏ lại phía sau nhưng những cổ phiếu chạy sau ấy thường nó sẽ rủi ro hơn mình đánh giá như vậy được không phải để anh em mua bất chấp mua mọi giá mà vẫn nên ưu tiên mua các cổ phiếu dẫn đầu những cổ yếu như kiểu như CZ này anh em mua gần như gặp rủi ro rất thấp luôn BVS gặp rủi ro rất thấp như như thằng Đạt Phương gặp rủi ro rất thấp thì đây là cái đặc tính đặc điểm của các cổ phiếu leader hay là uh, những cổ yếu như TCS nó đang có cái cách hoạt động nó giống như là thằng ấy thì phiên ngày hôm nay của thằng Đạt Phương về bản chất nó chả khác gì phiên này cả ngày mai mình đánh giá là thằng Đạt Phương nó tiếp tục đánh hoạt hoạt động giống như vùng này cơ thì nó sẽ đánh nó sẽ xây một nền dốc đi lên này và trong trường hợp tích cực nhất Thì thằng Đạt Phương Thời gian tới nó xây nền dốc này Và ngay cả thằng TCS Thời gian tới nó sẽ tiếp tục Nó được kéo lên cái vùng 21-22 Nó sẽ kéo thẳng lên vùng này đấy Đây này Vùng này, vùng 21 này Nó sẽ kéo tăng thốc đi lên luôn Đấy là những anh em mà đang cầm TCS Thì có thể tranh thủ lên đến cái vùng này Để chốt lời ấy, anh em nhá Đấy là cái đánh giá của mình về thị trường chung Trong trường hợp rủi ro nhất ấy, Thì khả năng là một vài phiên tới có thể ngày mai đầu phiên nó tiếp tục mở gáp đi lên và gáp này là gáp suy yếu sau đó nó dần dần suy yếu vào cuối phiên và cuối phiên ngày mai sẽ xuất hiện phiên giảm mạnh thì nếu như mà chẳng may kịch bản này xảy ra thì anh chị em cầm cái vị thế còn lại anh chị em chốt lời bớt thôi ưu tiên giữ tiền mặt vì thị trường đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang đi theo đúng như cái kế hoạch đúng như cái kịch bản mà mình đánh giá mình gửi tới anh chị em thì kể cả trong trường hợp xấu nhất trường hợp rủi ro nhất đi chăng nữa nó quay lại lấp lại cái gap này này, gap 1220 này. Thì quay về đây này đợi cái phiên đảo chiều ấy. anh. Anh em đang có sẵn vốn anh em giải ngân là lại tối ưu lợi nhuận và anh em lại tránh được cái nhịp rủi ro nó giống như giai đoạn hồi giữa tháng tư đúng không? Nên thị trường trong một vài phiên tới nó có hoạt động ra sao, nó gần như không ảnh hưởng đến cái vị thế của anh em một chút nào cả. Thị trường bây giờ nó giảm mạnh thì nó chỉ mang lại cơ hội thôi và nó sẽ cho nhà đầu tư mà thời gian nguyên cả con sóng vừa qua đang cầm tiền mặt đấy, bây giờ vẫn chưa dám giải ngân thì lúc đấy lại có cơ hội để cho những nhà đầu tư như vậy để giải ngân nên chưa chắc là thị trường một vài phiên tới đã giảm mạnh ngay đâu mình chỉ phòng tránh cái trường hợp rủi ro nhất mà nó có thể xảy ra thôi để anh chị em lường trước và để có thể hành động phù hợp với diễn biến của thị trường mà nó có thể trải qua anh em nhé đấy là cái đánh giá của mình về diễn biến thị trường cũng như là những cái kế hoạch như là kịch bản mà thị trường nó có thể xảy ra còn cho đến thời điểm hiện tại thì anh chị em nên hạn chế như quyết định mua mới từ phiên ngày hôm nay, một vài phiên tới Thì anh chị em nên hạn chế Mua bất kỳ, mua mới bất kỳ một cổ phiếu nào Hôm qua mình cũng dặn anh chị em rồi Hôm nay dặn anh chị em rồi Mua bất kỳ, mua mới bất kỳ một cổ phiếu nào Cần phải bóp cái biên lại Mua nhỏ thôi Ví dụ như trong cái nhịp này Trong nhịp này mà anh chị em mua ấy, như Hồi đầu tháng năm, năm anh chị em mua CTS, mua BVS, mua FTS ấy, thì Cuối tháng 4 anh chị em mua 50% vốn 50% NAV, 50% tổng tài sản Thì ở cái vùng này này anh chị em mua mới những cái quyết định mua mới Nó chỉ nên ưu tiên Nằm trong cái vùng 5 đến 10% về là cùng Để trong trường hợp sai Cổ phiếu nó không hoạt động theo như mong muốn của anh chị em Thì cái thiệt hại gần như nó không đáng kể Trong trường hợp cổ phiếu đó Hàng về anh chị em bị lỗ 5% Thì tính nhân tổng tài sản Thì anh chị em cũng chưa lỗ đến 1% Mới chỉ lỗ khoảng đâu đấy Không phải 5% Đúng không? Thì nó rất dễ xử lý Và không nên trung bình giá anh em nhé tất cả những cái vị thế nhà mua sai không bao giờ nên trung bình giá đặc biệt là những cổ yếu không bao giờ nên trung bình giá anh em nhé trong thời gian tới khi mà thị trường nó sideways nó tiếp tục tạo một cái nền giá cân bằng có thể trong trường hợp xấu nhá trong trường hợp rủi ro như vừa nãy cái kịch bản xấu nhất mình phân tích ấy, thì có thể nó sẽ tạo một cái nền tích lũy từ vùng 1220 đến cái vùng 1280 nó sẽ tiến lên chạm cái vùng đỉnh cũ ở hồi hồi cuối tháng 3 đầu tháng 4 sau đó nó sẽ quay về rung lắc mạnh và một số cổ phiếu riêng lẻ, một số cổ phiếu mà được tiếp tục được dòng tiền quan tâm tiếp tục được dòng tiền chảy vào, nó sẽ tiếp tục kéo lên. Còn hầu hết là cả thị trường nó sẽ rung lắc, nó sẽ hoạt động theo cái diễn biến của thị trường chung. Vì 95%, 90% các cổ phiếu nó sẽ có cách vận động, nó sẽ có cái cách hoạt động nó giống như nó men theo như cái chỉ số thị trường chung. Chỉ có khoảng 5 đến 10% cổ phiếu nó hoạt động nó đi ngược so với thị chung thôi đây anh em cũng cần phải chú ý cân nhắc trước những cái quyết định mua mới giải ngân mua mới anh em nhé trong một vài phiên tới nếu như thị trường nó tiếp tục kéo dướn đi lên thì đây là thời điểm khá là đẹp để anh em những anh em còn đang cầm cổ phiếu những anh em chưa chốt lời hết những anh em còn đang cầm 30 50 như mình như CZ như BVS như Đạt Phương hay là PVD hay là một số cổ phiếu khác thì anh cho em tranh thủ để tiếp tục chốt lời cái vị thế còn lại khi các cổ phiếu nó tiến lên đến cái vùng cản kháng cự ở bên trên anh em nhá. Khi thị trường nó cân bằng xong, không phải là ngày mai ngày kia có thể à, nhanh thì khoảng 5 7 phiên có thể lâu hơn thì khoảng 2 3 tuần hay lâu hơn nữa. Bao giờ thị trường nó cân bằng, bao giờ thị trường nó tái tích lũy xong thì lúc đấy chúng ta quay trở lại. Vì bây giờ hầu hết anh em phần lớn anh em đều đang đều đã chốt lãi rồi, chỉ còn cầm vị thế khoảng 30 50% thôi. Thì anh em đang có sẵn vốn để chờ để giải ngân cho cái nhịp sóng mới. Nhanh thì nó đánh giống như nhịp này này thị trường là rung lắc nó rung lắc rất nhanh nó rung lắc khoảng một vài phiên thôi này, nó rung lắc này nó rung lắc chạm về quanh cái đường em 20 ngày nhá anh em để ý cho mình nhá cái mức điểm đóng cửa ấy ở vùng này này cái mức điểm đóng cửa ấy không một phiên nào nó thủng cái đường em 20 ngày kể cả những phiên này nó nhúng xuống một chút nhưng cuối phiên nó vẫn nằm trên đường em 20 ngày và sau đó là một cái nhịp rũ mạnh những nhịp rũ này, này nhịp rũ này có thể chúng ta phải cơ cấu nhưng sau đó nó nhanh chóng lấy lại thì anh chị em có thể mua lại, kể cả anh em có bán cơ cấu ở những phiên này. bán là chuyện rất bình thường, không bán ấy mới là nguy hiểm. Bán cơ cấu, bán cắt lỗ là chuyện rất bình thường trong quá trình đầu tư nhá. Ngay cả các huyền thoại đầu tư như Zelensky, hay Buffett, William O'Neill hay rất nhiều huyền thoại khác đầu tư vẫn thường xuyên phải cắt lỗ vì không phải là cổ phiếu nào nó hoạt động cũng theo như cái mong muốn kỳ vọng của chúng ta cả. Nên khi mà cổ phiếu nó hoạt động không như mong muốn, không như kỳ vọng anh chị em phải nhanh chóng cơ cấu ra để ưu tiên giữ vốn với cái khoản lỗ nhỏ bất kỳ một cổ phiếu nào cổ phiếu kể cả đẹp đến đâu tốt đến đâu mà nó rơi vào cái vùng mà anh chị em phải cắt ấy, phải cơ cấu ấy không có lý do gì để chúng ta giữ cả anh em nhé và sau đó là cái cơ hội rất tuyệt vời cho anh em thì nếu như mà thị trường nó điều chỉnh nhanh ấy nó rung lắc nhanh ấy có thể anh chị em canh để mua ở vùng này một số cổ phiếu thôi nhá trong thời gian tới khi mà thị trường cân bằng ấy chỉ có một số ít cổ phiếu nó đi ngược với thị trường thôi những cái phiên như này hay à, Những phiên như này thì anh em có thể tham gia Và sau đó là một cái nhịp cân bằng dài hơn Và cái điểm mua chính là điểm mua này này Hai cái phiên này là điểm mua chính này Để cho anh chị em giải ngân phun tỷ trọng Anh em nhớ Nếu như mà thời gian tới nó cân bằng Giống như trong quá khứ Giống như hồi 2021 thành công Mình phân tích là để anh chị em Mà vừa mới trước lời xong Tạm thời chưa nên giải ngân mua lại quá sớm Để trong trường hợp Nếu như thị trường nó đánh giống như cái kịch bản này này Trải qua khoảng 2-3 lần nó tích lũy tiến lên đỉnh cũ tiến lên kháng cự sau đó thì nó rũ mạnh phát tạo thành cái cú rũ bỏ trước khi bước vào trước khi vượt đỉnh ấy thì có thể nó đánh theo cái kịch bản này này thì khi đó ấy, cái cái đường ema 20 ngày nó cũng sẽ bị đâm xuyên thủng thì khi mà cái đường này nó bị đâm xuyên thủng anh sẽ phải bán bằng mọi giá nếu như mà đang cầm cổ phiếu ở vùng này và sau đó có thể canh để giải ngân mua lại đấy là cái kịch bản trong mơ còn nếu như mà thị trường nó không xảy ra kịch bản này thì chúng ta phải phải định hướng theo cái hướng khác Lỡ chẳng may cổ phiếu nó tích lũy nhanh hơn, nó rung lắc mạnh hơn, sau đó nó cân bằng nhanh hơn thì chúng ta phải thuận theo thị trường, chứ trái theo thị trường là không mang đến cái lợi thế, không mang đến hiệu quả đầu tư đâu. Còn những anh em mà trong thời gian vừa qua, thứ nhất, những anh em mà theo dõi video của mình mua được những siêu cổ phiếu này mà yêu thích phương pháp đầu tư của mình thì nhớ làm theo hướng dẫn trên màn hình để về đồng hành cùng mình. Thứ hai là những anh em mà trong thời gian vừa qua đầu tư chưa hiệu quả, chưa định hình được cái phương pháp đầu tư, đầu tư vẫn còn gặp nhiều khó khăn chắc trở À, chưa mang về khoản lợi nhuận cho cái tài khoản của bản thân mà yêu thích cái phương pháp đầu tư của mình lần đầu tiên theo dõi video của mình và thấy cái phương pháp của mình nó phù hợp với phong cách đầu tư của anh chị em thì anh chị em có thể làm theo hướng dẫn trên là hình để về đồng hành của mình thời gian tới cuối tuần này mình sẽ tiếp tục mình lọc cổ phiếu để có thể gửi tới anh chị em kịp thời để giúp anh chị em tận dụng những cơ hội này để chuẩn bị cho con sóng mới trong thời gian tới nên anh chị em mà giai đoạn vừa rồi chưa mang lại lợi nhuận thì thời gian tới để mua được cổ phiếu kịp thời mua cổ phiếu sớm nhất là phải làm theo ngay hướng dẫn trên màn hình hoặc là inbox anh chị em nhé và anh chị em theo dõi video đến giờ này nhớ ấn vào cái nút like và subscribe kênh cùng với nút chuông thông báo ấy để khi mình đăng tải cái nội dung phân tích cái nội dung chia sẻ mới nhất anh chị em là người đầu tiên nhận được thông báo này để kịp thời cập nhật về diễn biến về xu hướng cũng như là các cội tiềm năng những siêu cổ phiếu từ nay đến cuối năm anh em nhé cảm ơn anh chị em đã theo dõi